Xin chào anh em, mình là Pebble. Để hết này lên, Intel lại cho ra mắt thế hệ CPU mới. Tuy nhiên năm nay, cuối năm 2023 này, thế hệ CPU mới của Intel nó hơi khác một chút. Đó là chúng ta không chỉ có một mà có tới hai kiến trúc CPU dành cho máy tính sách tay, xét riêng tới thị trường máy tính sách tay. Với cạnh những con chip Core Ultra 5 7, hay 9 được sản xuất dựa trên kiến trúc Meteor Lake, sản xuất trên tiến trình Intel 4, ra mắt trên những chiếc laptop thế hệ mới, thì chúng ta vẫn có những cái chip CPU Core i5, có i7 hay có i9 hiệu năng cao được tạo ra phục vụ cho những cái nhu cầu ví dụ như là sáng tạo nội dung hay là quan trọng nhất là chơi game. Như cái con chip ví dụ như là Core i9 14900 hx như bên trong Acer Predator Helios 16 mà mình đã có ở đây ạ, Nó vẫn được dựa trên kiến trúc Raptor Lake. Nó sẽ được thay đổi một chút về chỉ số, thông số kỹ thuật. Ví dụ như là nhịp Boost để tạo ra hiệu năng cao hơn so với thế hệ chip trước đây. Mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thế hệ trước chính là có i9 13900HX. Những chiếc máy Predator Helios 16 và 18 trang bị lần lượt những cái màn hình 16 và 18 inch đã được Acer ra mắt từ hồi tháng 3. Nhưng mà thời cái thời điểm đó những chiếc máy uh, Predator Helios 16 và 18 này được trang bị con chip Core i9 13900HX. Bản thân nó cũng là con chip CPU mạnh nhất mà Intel tạo ra cho thị trường uh, laptop gaming cũng như là máy desktop uh, replacement. Còn đến tháng 12, chiếc máy mà chúng ta đang có ở đây là Helios 18 trang bị 14900 HX. Hay nói qua một chút về con chip xử lý mà Intel vừa cho ra mắt thị trường cái này ít ngày. Vẫn là 8 nhân hiệu năng cao, vẫn là 16 nhân tiết kiệm điện, tổng cộng 24 nhân 32 lô xử lý. Tuy nhiên, thay vì Max Turbo Frequency xung nhịp và boost cao nhất 5.4 GHz trên mẫu 13900 HX, thì cái mẫu 14900 HX sẽ boost lên mức tối đa là 5.6 GHz. Vẫn để làm được điều này, đương nhiên chiếc máy tính của chúng ta phải có một cái hệ thống tản nhiệt cực kỳ mạnh, cực kỳ bền để làm mát cho cả chip CPU lẫn chip GPU. Còn trong khi đó thì theo thông tin của mình hồi tháng 3 vừa rồi, Helios 18 và Helios 16 được ra mắt với cấu hình tối đa được trang bị các đồ họa RTX 4080 dành cho laptop. Còn chiếc máy này của chúng ta được trang bị RTX 4090 laptop với số nhân CUDA cũng như là với cái hiệu năng tương đương với cả RTX 4080 trên máy bản với cái cấu hình này, thiết nghĩ trên một chiếc máy được trang bị cái màn hình mini LED tần số quét 250Hz và độ phân giải 2560x1600 tỷ lệ 1610 thì mình nghĩ là không có một trò chơi nào có thể làm khó được cái cấu hình này cả. ngay cả khi không bật cái tính năng frame generation của DLSS3 thì game đã chạy qua được cái con số 6 FPS rồi. cái duy nhất có thể làm khó được RTX 4090 không không laptop, dựa trên trải nghiệm của mình á, là chơi game ở những cái độ phân giải với dụ như 3.2K hay là 4K cơ khi đó thì RT1090 laptop cái con chip bên trong chiếc máy tính sách tay của anh em mới trở nên chạy chặt, không thể kéo được game ở cái tốc độ tối đa mà có khả năng của nó cho phép còn ở Flow giải 2K trong tất cả những cái game mình thử nghiệm từ Red Dead Redemption cho đến Alan Wake 2 hay là cả Spider-Man uh, Remaster trên PC tất cả đều có thể chạy ở tốc độ khung hình trên 100 và thích nghĩ về cái sức mạnh của CPU và GPU như vậy ạ thì chơi game, những, những cái game uh, thể thao điện tử ví dụ như CS2 hay là Valorant hoàn toàn không phải là nỗ no lo anh em vẫn có thể có được cái tốc độ khung hình tối đa mà anh em muốn nếu như chúng ta đem hai con chip Core i 9 13 900 hx và 14 900 hx ra để benchmark thì ở xung nhịp boost 5.6 GHz thì nghĩ sức mạnh của 14 900 hx không chênh lệch quá nhiều so với 13 hx nhưng mà vẫn là hơn còn trong khi đó rõ ràng có một điều rất là rõ ràng đó là RTX 4090 là một cái bước nâng cấp rất là lớn so với RTX 4080 trên phiên bản Helios 18 đã được ra mắt tuần tháng 3. Cũng có thể nói một điều, với những cái thông số về hiệu năng cũng như là cái sức mạnh của CPU và GPU đôi khi cũng không có nhiều giá trị nếu như cái hệ thống tản nhiệt bên trong chiếc máy hoạt động không hiệu quả để làm mát cho cả hai con chip. Đó chính là lý do mà bên trong Predator Helios 18 là những cái quạt tản nhiệt Aeroblade 3D thế hệ thứ 5. Mỗi quạt tản nhiệt bao gồm 89 lá quạt siêu mỏng dùng để hút khí tươi dưới mặt 3D của máy tính, làm mát cho chip và CPU và GPU. Rồi sau đó phả khi nóng ra ba cạnh của chiếc máy. Thực tế thì khi Helios 18 vừa là một chiếc máy desktop replacement vừa là một chiếc máy gaming ở tầm high-end dành cho những người chơi game PC thì cái hệ thống tản nhiệt cũng phải hoạt động hiệu quả để làm mát cho những cái chip xử lý mạnh nhất và nóng nhất trên thị trường hiện giờ. Thành ra cạnh bên phải của chiếc máy vẫn có khả năng phả khi nóng vào tay của anh em khi anh em cầm chuột đến lúc chơi game. Cái đó là cái khuyết điểm của rất nhiều sản phẩm laptop gaming mình mắc phải chứ không riêng gì chiếc máy này. Nhưng cũng lại khi anh em chơi game bật Nvidia Overlay lên hay là bật MSI Afterburner lên, anh em nhìn vào con số nhiệt độ của CPU cũng như GPU anh em sẽ thấy là hệ thống tản nhiệt của chiếc máy làm việc cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, cái cấu hình mà mình đang có ở đây trang bị 32 GB DDR5 và ổ cứng 2 TB trên một cái chiếc máy ở tầm cỡ 2 em trên thị trường laptop gaming như thế này. Thế nghĩ là anh em sẽ không bao giờ phải lo dung lượng cài đặt game. Khi chúng ta nói về thiết kế cũng như là công năng sử dụng chiếc máy á, cá nhân mình cho rằng ở cái thời điểm tháng 3 năm 2023 khi mà Helios 16 và tám ra mắt á, cái thiết kế của chiếc máy nó giống như một cái màn kết hợp giữa những cái nét cổ điển và những cái hiện đại. Hiện đại ở chỗ nào? Hiện đại ở chỗ mặt A, mặt C, cũng như là tổng thể thiết kế của chiếc máy nhìn rất tươi mới, không có những cái chi tiết thừa. Nếu như mà có một cái chi tiết nào đó chỉ thuần túy mang giá trị thẩm mỹ trên Helios 16 và 18, đặc biệt là Helios 18, thì đó có thể chính là cái dàn đèn RGB với phong cách gương vô cực đã được ra mắt từ cái thế hệ Helios 16 và 18 hồi tháng 3. Tuy nhiên, đến tháng 12, cái dàn đèn à, gương vô cực cũng như chính cái bản thân logo của thương hiệu Predator, những cái sản phẩm mà Acer tạo ra nhằm tới cái thị trường gamer á, đều đã được thay đổi trên cái cấu hình Helios 18 trang bị chip Intel Core 14 và nếu như cái logo với đèn RGB ở mặt A cũng như là cái dàn đèn RGB phong cách gâu vô cực ở mặt trước của chiếc máy không phải là thứ lúc nào anh em cũng nhìn vào thì ở cái phần wrist red bên tay phải cũng có một cái logo Predator có đèn Azimi luôn nhìn nhỏ xíu, nhìn rất là tinh tế Tuy nhiên theo trải nghiệm của nhân mình thì có lẽ cái thứ đầu tiên mà anh em sẽ chú ý tới chính là cái màn hình mini LED tần số quét 250 hz độ phân giải 2K tỷ lệ 16 người và khi chúng ta nói đến màn hình cũng phải nhắc ngay đến cái công nghệ nền nền mini LED với 1.000 local dimming zone trên chiếc màn hình 18 inch với các màn hình công nghệ mini LED độ tương phản có thể thua so với OLED tuy nhiên cái độ sáng tối đa trong những cái cảnh game cũng như cái như cảnh phim mà hỗ trợ HDR chắc chắn nó luôn luôn hơn công nghệ màn hình OLED đang được trang bị trên nhiều mẫu laptop đang có trên thị trường hiện tại với các khả năng hiển thị hình ảnh với độ sáng tối đa 1.000 nits độ phủ màu 100% dạng dci p 3 cũng như là cái tần số quét 250 hz thì mọi nhu cầu giải trí của anh em trên chiếc máy desktop replacement này đều sẽ được phục vụ cực kỳ tốt. Đương nhiên khi mua cái cấu hình hơn trăm triệu này về với Core i9 cũng như là với RTX 1090 thì anh em cũng sẽ muốn thử nghiệm chơi game trên uh, màn hình độ phân giải 4K. Tuy nhiên với cái mật độ điểm ảnh thiết nghĩ chơi game trên độ phân giải 4K phù hợp nhất sẽ là ở trên những cái màn hình kích thước từ 27 đến 32 inch thậm chí là hơn có trên một cái màn hình 18 inch tích hợp với cả chiếc laptop ạ, thì mình nghĩ độ phân giải 2K tỷ lệ 1610 là vừa đủ anh em sẽ không thấy sạn đâu rồi kế đến là cái bàn phím full size với hiệu ứng đèn RGB ở từ nút bấm của bàn phím có vẻ như có hành trình phím tương đối cao hành trình phím cao thì đôi khi gõ văn bản cũng như là chat chít với bạn bè nó sẽ hơi chậm một chút so với những cái giải pháp bàn phím khác còn tuy nhiên khi mà chơi game với cái hành trình bàn phím dài như thế này anh em đảm bảo không bao no giờ ấn nhầm nút được đặc biệt là cái cụm nút WASD để di chuyển và các bạn phím này giữa check trải nghiệm cá nhân của mình với Valorant và CS2 ấy, thì mình thấy nó là một cái giải pháp hoàn toàn ổn kích thước phím có thể hơi nhỏ nhưng mà vị trí của từng phím khoảng cách của từng phím cũng như là hành trình nút rất là vừa vớ vặn với cái nhu cầu chơi game của mình còn trong khi đó touchpad thường thì anh em sẽ không sử dụng touchpad nhiều khi chơi game đâu anh em sẽ muốn cắm chuột vào máy tính tuy nhiên touchpad vẫn là một cái điểm sáng của Predator Helios 18 bởi vì kích thước của máy đã lớn rồi không có lý do gì mà Acer không trang bị cho chiếc máy này một cái touchpad kích thước lớn cả. Thành ra là chúng ta có một cái touchpad gì rất là sướng, gần như là không có cái gì có thể phàn nàn về cái touchpad này, không có cảm giác hò bài một chút nào cả. Và bên cạnh những cái yếu tố gây ấn tượng mạnh với người dùng như là màn hình mini LED hay là bàn phím hành trình 1.8mm thì xung quanh cạnh máy là những cái cổng kết nối mà hầu hết tất cả những người dùng máy tính Windows đều cần từng ba cổng USB Type A uh, chuẩn 3.2, hai cổng USB Type C uh, chuẩn USB 4 hạt Thunderbolt 4. Máy tính cho phép xuất tín hiệu hình ảnh ra màn hình 4K 120 Hz thông qua chuẩn HDMI 2.1. Rồi thì là những kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 và thậm chí là có cả khe đọc thẻ nhớ micro SD nữa. Về cơ bản, những cái cổng kết nối trên chiếc máy này là đủ để phục vụ mọi nhu cầu người dùng. một điều rõ ràng ASUS Predator Helios 18 nó được tạo ra để phục vụ nhu cầu game tạo ra cho người dùng một cái giải pháp vừa mạnh như máy tính để bạn, với hiệu năng tương đương như là có i7 13.700K và RTX 1080 trên máy tính để bạn, nhưng lại vừa phải cơ động để có thể đem ra ngoài đường phục vụ nhu cầu giải trí cũng như là công việc chẳng hạn Tuy nhiên cái định hướng tạo ra Predator Helios 18 để nhắm tới thị trường gamer hoàn toàn không hề cản trở chiếc máy tính này của chúng ta trở thành một cái laptop phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung ví dụ làm hình ảnh hay là làm clip cực kỳ mạnh bởi vì bằng nào chúng ta cũng có Core i9 14900 hx bằng nào chúng ta cũng có RTX 1090 tuy nhiên sau cái khoảng thời gian nửa cuối năm 2023 vừa rồi mình trải nghiệm không ít những chiếc máy cái hiệu năng của CPU và GPU không còn là thứ gây ấn tượng mạnh với mình nữa mà và thay vào đấy với chiếc máy này mình bị ấn tượng nhiều hơn với cái khả năng làm mát của cái hệ thống tản nhiệt bên trong chiếc máy từ cái việc cắm sạc của chơi game hay là tháo sạc ra là việc hàng ngày khi anh em mở cái phần mềm Predator Sense, anh có thể theo dõi rất nhiều những khía cạnh của chiếc máy từ nhiệt độ CPU, nhiệt độ GPU cũng như cái khả năng điều khiển những chi tiết khác của máy tính ví dụ như là ép xung nhẹ cả CPU cả GPU để chơi game sẽ có thể điều chỉnh màu sắc bàn phím, à, dàn đèn uh, LED ở logo mặt A cũng như là của dàn đèn LED RGB phong cách uh, gương vô cực ở phía trước. Có thể nói với trên laptop gaming này thì Predator Sense nó là một cái công cụ mình nghĩ là anh em sẽ sử dụng rất nhiều nếu như anh em quyết định sở hữu chiếc máy dạng desktop replacement này. Đương nhiên vẫn có những cái vấn đề mang tính cố hữu mà cả thị trường desktop replacement đến giờ vẫn chưa thể nào giải quyết được. Để phục vụ cho hiệu năng ngang tầm với máy bàn thì hệ thống tản nhiệm phải có kích thước lớn và đổi lại chiếc máy của chúng ta nặng 3,25 cân chưa tính cục sạc. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt là với cấu hình của Predator Helios 18 với Core i9 và với RTX 4.0 thì cái hiệu năng đủ để đánh đổi lấy cái trong lượng khi mà chúng ta có một chiếc máy với hiệu năng ngang ngửa máy tính để bạn đủ sức thuyết phục người dùng bỏ hơn trăm triệu ra để mua chiếc máy này về thay vì Dựng một cái cấu hình PC họ không thể đem đi đâu được cả. Còn trong khi đó thì xét riêng tới cái thiết kế của Predator Helios 18 thì có một cái điểm trừ mà mình tưởng rằng Acer đã có thể giải quyết được Vậy chính là mặt A và mặt C của máy Cái lớp vỏ nhựa rất là lái vật tay Hai chiếc máy Helios 16 và 18 ra mắt hồi tháng 3 mình được trải nghiệm cũng bị như vậy Tổng kết lại thì những cái khách hàng tiềm năng Những người đang tìm cho mình một chiếc desktop replacement sẽ bị thu hút bởi Acer Predator Helios 18 bởi hai thứ thứ nhất là thiết kế và dàn đèn RGB và cái yếu tố thứ hai chính là màn hình mini LED với một nền local dimming zone đủ sáng tối đa 1.000 nit trong một cái cảnh game và cảnh phim HDR và độ phủ màu 100% DCI-P3. Sau khi đã bị thu hút bởi màn hình, bị thu hút bởi thiết kế cũng như là cái dàn đèn RGB với phong cách vô cực ạ, thì chiếc máy sẽ giữ chân người dùng với hiệu năng cực kỳ mạnh của những con chip mạnh nhất gaming uh, PC thì hiện tại chỉ ít là trên thị trường uh, máy tính sách tay và sau đó chúng ta sẽ bị ấn tượng mạnh không chỉ vì hiệu năng của hệ thống laptop mà còn bị ấn tượng bởi hiệu quả làm mát của hệ thống tản nhiệt cũng như là chính bản thân phần mềm Predator Sense hay là chế độ bảo hành 3 bảo hành tối đa trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật của Acer xét về tổng thể thì Acer Predator 18 phiên bản ra mắt cuối năm 2023 nó giống như là tổng hòa của những cái nâng cấp nhẹ từ CPU đến GPU từ, từ 10000 13 lên 13000 từ 13900HX lên 15900HX rồi cả thiết kế cũng được nâng cấp nhẹ kết hợp tất cả những cái nâng cấp nhẹ đó vào với nhau chúng ta có một chiếc desktop replacement mà theo cá nhân mình nghĩ nó là một trong những cái giải pháp đáng mua nhất trên thị trường laptop 2 em chạy hệ điều hành Windows ở thời hiện tại mình là Pew cảm ơn anh em đã theo dõi clip anh em đừng quên nhấn like share subscribe để không bỏ lỡ những clip trên tay trải nghiệm cũng như đánh giá sản phẩm mới nhất do mình cũng như là những anh chị em đồng nghiệp tại kinh tế thực hiện còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại